Tại làng Hiệp Hưng, tỉnh Bến Tre, thuộc giáo phận Vĩnh Long, có một nơi gọi là Bầu Rơi. Nơi đây là một cánh đồng trũng bỏ hoang, cây cối mọc tùm, là nơi dành cho chim cò rơi đến tụ họp. Dân chúng vùng này phần đông quay quần tụ họp chung quanh chợ Sơn Đốc, cách Bầu Rơi chừng 2 cây số. Khoảng vào năm 1930, cha sợ cái bom là cha Luca Sách ở gần đó sai một thầy đến giảng đạo và cất một ngôi nhà thờ nhỏ ở gần khu chợ để làm nơi thờ tự và giảng dạy những người tân tộc. Từ năm 1945, chiến tranh làm cho họ Cái Bông và Sơn Đốc không giao thông được với nhau. Mãi tới năm 1947, chiến tranh lan rộng, dân chúng Sơn Đốc phải tản cư hết. Trong số đó có 11 gia đình đến tản cư lên Bầu Rơi. Thế là nhóm công giáo này không có linh mục chăm sóc. Mấy năm sau, họ mới tiếp xúc được với xứ Cái Sơn do cha Phêrô Dư cai quản, cách xa tới 20 cây số. Sau đó một năm, dân làng Bầu Rơi cất được một ngôi nhà thờ làm nơi thờ phụng. Ngày 11 tháng 11 năm 1949, Đức cha Vĩnh Long về làm phép thêm sức tại Cái Sơn. Ngài đã thân hành đến thăm Bầu Rơi và đổi tên là họ La Mã Bến Tre. Từ đó La Mã xuất hiện tại Việt Nam. Nguyên khi lập nhà thờ Sơn Đốc vào năm 1930, cha Luca Sách, bổn sở Cái Bông, có tặng nhà thờ này một bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có lọc khám kiến. Nhưng năm 1957, khi bổn đạo bỏ nhà cửa đền thờ, chợ búa di tản khắp nơi, ông già Nguyễn Văn Hạc là trùm trong họ phải rước ảnh Đức Mẹ về nhà mình. Sau ông cho con trai của ông là Nguyễn Văn Thành mượn đem về nhà riêng. Ngày 2 tháng 2 năm 1950, có cuộc khủng bố đạo ở vùng này. Gia đình anh Thành cũng như bao gia đình khác gặp phải nhiều sự khốn khó. Đến bức ảnh cũng bị mất tích. Ông Trùm Hà rất là buồn bã. Một hôm vào thượng tuần tháng 5, người láng giềng của nhà anh Thành tên là Võ Thị Liễn đi xúc cá ngoài ven sông, vớt được một cái khung ảnh. Anh Thành nhận ra là cái khung ảnh Đức Mẹ của gia đình đã bị mất từ mấy tháng trước. Chị Liễn cho lại anh Thành. Anh đem khám đi rửa, nhưng ảnh không còn nét chi nữa, ngoài mấy nét mờ mờ như nét viết chì. Nhân ngày ấy, các bà Phước đang tô điểm bàn thờ. Chị vợ đã đến xin thuốc về cho chồng tô lại bức ảnh. Nhưng các bà đã hết thuốc, lại bảo về nhà mua ảnh khác mà dùng chứ vẽ lại sao được. Ảnh thật sự hư rồi, ảnh không còn để tôn kính được mà đem ra che mưa đỡ nắng ở nơi mái hiên nhà bị dột. Đến tháng 8 dương lịch, vì tình thế chiến tranh, anh Thành là thanh niên nên cũng không thể ở nhà được, phải dọn sang Tam Bình là quê vợ để lánh nạn. Ông Hạc đến nhà dọn đồ cho con, thấy bức ảnh vứt trong kẹt vách, lấy về đặt lên bàn thờ, sáng tối cầu nguyện. 2 tháng sau, ngày 7 tháng 10 năm 1950, chiến sự lại diễn ra ác liệt ngay trong khu vực Bầu Rơi. Lựu đạn bắn ra tơi bời khiến dân làng phải chạy trốn. Ông Trùm Hạc cùng người con út không kịp chạy, phải núp dưới bàn thờ cho qua cơn sóng gió. Lúc im tiếng súng, căn nhà ông đã bị tan nát vì súng đạn, chỉ trừ nơi tụ thờ ông núp là còn nguyên vẹn. Nhìn lên ảnh Đức Mẹ để tạ ơn thì thật lạ lùng xiết bao. Bức ảnh mờ phai mục nát trước kia sao đã sáng rõ mọi nét, tốt tươi mọi màu sắc từ lúc nào. Ông Trùm cảm động vô cùng. Với tâm hồn đơn sơ và thành tín, ông già đạo đức nơi thôn giả, ông tin ngay là một phép lạ của Đức Mẹ. Đức Mẹ chẳng những đã cứu thoát hai cha con ông trong lúc nguy khốn cực điểm, lại còn hiện linh trên bức ảnh phai mờ mà xưa nay ông vẫn tôn kính và hết niềm cậy tin. Hai mắt rướm lệ, ông Trùm Hạc cùng con quỳ xuống tạ ơn Đức Mẹ. Ngay chiều hôm đó,
ông trùm hạt đi nhà thờ cầu kinh, rồi kể cho hai bà Phước nghe biết sự lạ đã xảy ra trên bức ảnh của ông. Hai bà nói, ngày mai Chủ nhật, ông đem bức ảnh đến cho chúng tôi coi. Sáng hôm sau, ông đi lễ mang theo bức ảnh và hai bà nói, quả thật hồi vớt bức ảnh lên thì mục nát phai mờ, mà bây giờ ảnh mẹ đẹp tốt tươi thế này, ấy là Đức Mẹ thương ông lắm đó. Các bộn đạo trong họ cũng đều nhận ra sự lạ lùng đã xảy ra nơi bức ảnh. Ai nấy đều như phấn khởi và hân hoan vì đã thấy sự lạ, nhất là được thấy một bức ảnh đẹp chưa từng có. Ông trùm hạt đưa ảnh tới cái bông cho cha sở cũ của mình là cha Luca Sắc coi. Ngài bảo rằng, để bức ảnh lại đây tôi giữ dùm, đợi khi nào La Mã dựng xong nhà thờ sẽ cho rước về. Ngày 20 tháng 6 năm 1951, họ La Mã khánh thành ngôi nhà thờ mới. Tuy cụm lợp lá sơ sài nhưng khang trang rộng rãi hơn trước. Ngày 15 tháng 8 năm 1950, nhân dịp lễ mừng Đức Mẹ Mông Triệu lần đầu tiên kể từ khi Đức Giáo Hoàng Pio XII ban sắc lệnh phải tin về tín điều Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác, cha Phêrô dự xin họ La Mã cho họ chánh xứ Cái Sơn mượn bức ảnh lạ về tôn kính trong tuần 9 ngày. Chính ngày lễ Mẹ Mông Triệu, trước giờ hành lễ, người ta rước bức ảnh xung quanh nhà thờ. Đến khi sắp đặt bức ảnh lên đài, cha Phêrô dự đang sắp giảng, ngài nhìn lên bức ảnh cầu nguyện thì ôi lạ lùng thay, ngài thấy trong bức ảnh một mũ triều thiên hiện thêm ra trên đầu Đức Mẹ. Ngài nhớ rõ bức ảnh trước đây không có triều thiên. Ngài quay ra chỉ cho bộn đạo thấy sự thay đổi lạ lùng này. Hàng ngàn người có mặt ở nhà thờ đều cảm động. Ngày 12 tháng Giêng năm 1952, Đức cha Ngô Đình Thục đến viếng họ La Mã. Sau khi ở nhà thờ về, ngài hỏi cha dự, ủa sao trên đầu Đức Mẹ lại có cái triều thiên từ bao giờ? Lần trước tôi có thấy đâu. Bấy giờ cha dự mới kể cho ngài nghe câu chuyện xảy ra hôm ngày 15 tháng 8 năm 1951. Hiện nay nhiều người còn giữ được hình chụp bức ảnh trước ngày 15 tháng 8 năm 1951, nghĩa là khi chưa có mũ triều thiên trên đầu Đức Mẹ. Đó là bằng chứng rất rõ ràng. Một điều khác cũng đáng để ý là khi bức ảnh mới phớt lên, vì ảnh gắn vào với kính nên khi gỡ ra thủng nhiều chỗ. Bây giờ chẳng những chân dung Mẹ hiện lên rất đẹp mà những chỗ thủng trước kia cũng biến mất, chỉ còn một lỗ ở phía sau. Tuy vậy, mặt sau bức ảnh và trên cái khung gỗ vẫn còn nhiều dấu vết do sự ngâm lâu dưới bùn và nước. Từ đó tin Đức Mẹ hiện hình đồn ra khắp nơi và người ta tuôn đến La Mã cầu xin Đức Mẹ đông đúc vô cùng. Nhiều người đã tuyên bố mình đã được phép lạ tỏ tường. Trước lòng cậy trong và sùng kính của dân chúng, Đức Giám Mục Vĩnh Long đã ban một tâm thư huấn dụ như sau. Dù bề trên chưa đoán định hư thật thế nào, tòa ta không cấm bộn đạo đến viếng nhà thờ ấy, miễn là sẵn lòng vâng phục lý đoán hội thánh sẽ ra, sau khi đã truy cứu rõ ràng cẩn thận, và miễn là hằng nhớ mình đến viếng nơi thánh ấy cho được cầu nguyện và hạ mình, không phải đi du lịch ăn chơi sung sướng. Cho nên ta khuyên lơn ai đến nơi ấy, từ giáo sĩ cho đến bổn đạo thường, như không ăn chay được thì ít ra kiêng thịt và không dùng các thứ rượu. Nếu không thức được trót đêm cầu nguyện thì ít là thức một giờ, làm giờ thánh hay là lần hạt mân côi. Nếu không thinh lặng được thì nói nhỏ tiếng, không nên ồ ạt cợt giỡn vì là nơi thánh. Nam nữ không nên trà trộn, người nữ phải ăn mặc nết na kín đáo, không nên lòe loẹt son phấn. Ta khuyên ai nấy đừng lợi dụng chốn thánh mà buôn bán kiếm lời hoặc phổ biến xin khớp gì. Muốn cho ai nấy dễ bề chịu các phép bí tích thì ta ban cho các cha đã có quyền giải tội trong địa phận mình cũng được giải tội ở La Mã.
Sau hết, ta ước ao cho những kẻ tưởng mình đã được ơn riêng Đức Mẹ ban ở La Mã, thì trình bày việc ấy cho cha bổn sở. Tốt hơn là xin giấy chứng minh lương y trước khi đi La Mã, và sau khi nghĩ mình được ơn riêng Đức Mẹ cho thuyên giảm bệnh tật rồi, gửi giấy má ấy đến tay cha sở La Mã. Huấn lệnh này được làm tại Vĩnh Long ngày 11 tháng 2 năm 1952, cũng là ngày Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức.